đã đến với trường quay của chương trình Ai là Triệu Phú. Và chương trình ngày hôm nay là một chương trình rất đặc biệt để kỷ niệm ngày lễ tình bạn. Và người chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ được dẫn đến trường quay một người bạn để tham gia chương trình cùng với mình. Tuy nhiên, hai người chơi sẽ phải tự đưa ra đáp án mà không có phương án lựa chọn nào. Và bây giờ thì hãy cùng nhiệt liệt chào mừng hai người chơi của chúng ta ngày hôm nay. Người chơi đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Ai là Triệu Phú. Câu hỏi số 1 trị giá 5 triệu đồng. Có 5 chị em gái trong một căn phòng. A đang đọc sách, B đang nấu ăn, C đang chơi cờ vua, D đang giặt đồ. Hỏi E đang làm gì? E đang chơi cờ vua với C. Câu hỏi số 2 trị giá 100 triệu đồng. Thời gian nào là thời gian lý tưởng nhất để ăn trưa? Em sau ăn sáng. Câu hỏi cuối cùng trị giá 999 triệu đồng. Sắp xếp các từ sau thành một câu. Me is a respectable Indian old man. No, it must be a respectable old Indian man. Trust me, okay? Bạn đã chắc chắn với câu trả lời của mình chưa? Tôi chắc chắn. Quá đáng tiếc phải không nào, đến tận câu hỏi cuối cùng rồi mà Linh ơi chỉ vì mắc những lỗi sai rất cơ bản trong tiếng Anh mà đã mất đi 105 triệu đồng. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẹo nhỏ trong tiếng Anh để trả lời những câu hỏi mà Ai là Triệu Phú đưa ra dễ như ăn kẹo trong vòng 5 giây nhé. Khi mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm lòng đấy chính là các nguyên âm trong tiếng Anh. Và khác với trong tiếng Việt thì nguyên âm trong tiếng Anh chỉ có 5 chữ cái mà thôi. Đấy chính là A, E, I, O, U. Và cách dễ dàng nhất và thông dụng nhất để chúng ta có thể nhớ được những cái nguyên âm này thu bé lại chỉ trong một từ, uể oải. Tuy nhiên từ này thì có cảm giác là nó không được tích cực lắm cho những người mới học tiếng Anh thì phải. Cho nên chúng ta có một cách khác để ghi nhớ những cái nguyên âm này. Đấy chính là cha, mẹ, cô, dì, chú. Chúng ta có thể dùng những từ này để cảm thấy tiếng Anh thân thương và gần gũi hơn nhé. Chắc hẳn là có rất nhiều bạn đã bó tay trước thử thách điền giới từ at, in, on vào trong những câu mà có chứa những từ chỉ thời gian đúng không? Ví dụ như là the song nơi này có anh was released at midnight on the 14th of February this year. Có một câu thần chú cực kỳ ngắn gọn có thể giúp bạn sửa đẹp câu trên, đấy chính là ngày ôm, giờ ấp, tháng năm yêu. Câu thần chú này nghe giống cái gì nhỉ? Ngày on, giờ at, tháng năm in. Vậy là đã quá rõ ràng rồi, bây giờ chúng ta hãy thử áp dụng vào câu ví dụ phía bên trên nhé. The song nơi này có anh was released at midnight on the 14th of February this year. Midnight là nửa đêm với 2 giờ, vậy thì chúng ta sẽ dùng giới từ at. Và thứ hai, the 14th of February this year. Vừa có ngày này, vừa có tháng này, lại vừa có năm. Vậy thì chúng ta sẽ dùng tới từ on hay là in đây? Nên nhớ rằng chúng ta sẽ luôn luôn ưu tiên ngày trong cái câu mà xuất hiện cả từ ngày, tháng, năm như thế này. Vậy nên giới từ sẽ là on, chính xác rồi. I'll give you a kiss. Only one? Kiss, okay? It's just kisses, idiot. Let's break up. Đừng để tình yêu của các bạn tan vỡ chỉ vì không biết quy tắc chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều như Linh Ngơ nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ bày chiêu cho các bạn ngay đây. Muốn viết dạng số nhiều của danh từ kiss, chúng ta thay vì thêm một đuôi s vào phía sau thì chúng ta phải thêm đuôi es và đọc là is kisses. Bên cạnh đó thì tất cả những danh từ kết thúc bằng đuôi như thế này thì chúng ta cũng đều áp dụng quy tắc như trên. Có một câu rất ngắn gọn để nhớ quy tắc này, đấy chính là ông sáu già chạy xe SH. Còn bây giờ thì cùng làm những ví dụ ngay sau đây với mình nhé. Đây là phần khó nhớ và khó nhằn nhất trong video ngày hôm nay và cũng chính là phần khiến cho 999 triệu của Linh Ngơ tan thành mây khói. Đấy chính là thứ tự của tính từ trong một câu. Còn bây giờ thì cùng niệm thần chú thôi nào. Dịch nó ra có nghĩa là ông sáu ăn súp cùng ông một phỉ.
Number one, opinion. Quan điểm, ví dụ như là beautiful hay là ugly. Number two, size. Kích cỡ, vật mà bạn miêu tả có kích cỡ to hay là bé, ví dụ như là big hay là small. Number three, age. Độ tuổi, ví dụ như là old, young hay là new. Number four, shape. Hình khối, vật mà bạn miêu tả có hình khối như thế nào. Oval là oval hay là square là hình vuông. Number five, color. Màu sắc, vật mà bạn miêu tả có màu sắc như thế nào. Orange, màu cam hay là yellow, màu vàng. Number six, origin. Nguồn gốc, vật mà bạn miêu tả có nguồn gốc từ đâu. Ví dụ như là American, từ Mỹ hay là Korean, từ Hàn Quốc. Number seven, material. Chất liệu, vật mà bạn miêu tả có chất liệu làm từ gì. Ví dụ plastic là từ nhựa hay là stone là từ đá. Number eight, purpose. Bạn dùng vật đó vào mục đích gì? Ví dụ như là learning hay là walking. Ngoài ra thì mình còn một cách nữa để có thể ghi nhớ được thứ tự các tính từ trong một câu, và đấy chính là một bài thơ. Chúng ta sẽ hát bài thơ này dựa trên giai điệu của bài Big Big World, và chúng ta hãy thử lắng nghe xem nhé. Music. In my nice big flat, there's an old round box for my green Swiss hat and my woolly walking socks. Tám tính từ trong bài hát là tám ví dụ cho tám loại tính từ và thứ tự của chúng trong một câu. Nếu các bạn không thể ghi nhớ một cách khô khan, hãy thử ghi nhớ qua bài hát nhé. Vậy là trong video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu tới các bạn bốn câu thần chú để giúp các bạn giảm bớt sự lo lắng trong việc học tiếng Anh rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm lại bốn câu thần chú đó nhé. Bốn câu thần chú này là các bạn đã dần dần từng bước một trở thành phù thủy tiếng Anh rồi đấy. Và hãy tự nỗ lực, tự tìm cho mình những câu thần chú tiếng Anh bổ ích và dễ nhớ hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và học tiếng Anh cùng Elite Learning English. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!